đang đều mang đến cho cộng đồng một cái thông điệp rất là ý nghĩa. Năm nay thì em cũng vừa gọi là bạn phép có giới thiệu qua cái thông điệp của năm nay, nhưng mà em tin chắc là tất cả các bạn trẻ ngồi đây khi mà có quan tâm đến cuộc thi So It Now thì các bạn cũng rất là mong muốn thấu hiểu về cái ý nghĩa và cái thông điệp thực tế mà anh Đức muốn chia sẻ đến với cộng đồng ấy. Thì anh có thể chia sẻ kỹ hơn về cái thông điệp năm nay được không ạ? À, vâng. Lời tiên thì gửi lời chào đến các bạn đã tham gia, dành thời gian tham gia buổi hội thảo ngày hôm nay. Thì cái thông điệp thì chắc là chúng ta nghe cái tên thì chúng ta cũng phần nào chúng ta hiểu được cái thông điệp rồi, đúng không? We Earth, tức là hai cái đấy viết liền nhau. Nó là trái đất của chúng tôi, đúng không? Chúng tôi là nhiều người, là các bạn. Thế thì trái đất của chúng mình, và mình cũng là trái, mình sống như trái đất. Thế thì nó là một cái thể không thể tách rời được. Như các bạn thấy là bây giờ càng ngày càng thiên tai, lũ lụt, rồi sụt lở, rồi... các cái tin này thì các bạn đều hiểu được những cái tình trạng của trái đất bây giờ nó rất là nghiêm trọng, đúng không? Từ đến từ môi trường, đến từ rác thải, đến từ rất nhiều thứ khác nhau, đến từ đất, đúng không? Như vừa rồi là chúng ta thấy là ở Lâm Đồng, Đắk Lắk là chúng ta đang bị sụt lún, rồi đá lở rất là nhiều, đúng không? Nếu các bạn search cái Google Earth ấy, các bạn thấy là cái ranh giới giữa ba nước Đông Dương ấy thì ở Việt Nam mình gần như là rừng bị chọc hết, Lào, Campuchia vẫn ok. Nhưng Việt Nam mình thì gần như là rừng bị tàn phá hết, đúng không? Thì những cái đấy thì chúng ta đều biết cả, thì tôi không nói nhiều nữa. Thì bây giờ quay lại cái câu chuyện về cái đề tài các bạn nắm được rồi. Bây giờ tôi quay lại cái cuộc thi. Thì như các bạn thấy là cuộc thi năm ngoái ấy, là làm về hương vị sắc, là về những cái món về văn hóa Việt Nam, đúng không? Thế thì kết thúc cái buổi triển lãm năm ngoái ở Bảo tàng Mỹ thuật ấy, thì có phóng viên của đài truyền hình hỏi tôi là tức là người ta muốn là cảm thấy là các cái sản phẩm năm nay nó cũng không được tốt lắm, rồi mọi thứ là nó chưa được như người ta mong đợi, thì người ta tìm một câu hỏi là đấy để cho nó phù hợp. Thì mình nói rất là kỹ nhưng người ta đôi lúc là người ta không hiểu thì mình nhắc lại. Tức là thật ra ấy, đối với các bạn trẻ ấy, mình làm tốt hay không tốt ấy, nó không quan trọng bằng mình có ý thức về cái vấn đề đó hay không có vấn đề đó. Kể cả chúng ta làm chưa tốt là chúng ta đã tốt hơn chúng ta không làm, có đúng không ạ? Bởi vì chúng ta làm chưa tốt, chúng ta hiểu là chúng ta đang thiếu về lỗ hổng văn hóa, chúng ta chưa cảm thụ, chúng ta chưa cập nhật được kiến thức nhiều. Khi làm chúng ta mới vỡ là thật ra chúng ta đang thiếu rất nhiều thứ về văn hóa Việt Nam. Cái đấy có quý giá hơn là cái được giải chứ, cái đấy quý giá hơn là tất cả cái đợt triển lãm nó đều tốt, đúng không? Thì cuộc thi năm ngoái được 750 bài thì tôi đánh giá là rất là tốt. Bởi vì sao? Các bạn dám dũng cảm để tham gia cuộc thi và nói lên tiếng nói của mình về vấn đề văn hóa. Thì vậy thì năm nay tôi hy vọng là với cuộc thi, với đề tài như thế nó rất là sát sườn, và bản thân là chúng ta thấy sự thay đổi biến đổi khí hậu rất là lớn, thì các bạn sẽ tích cực tham gia và chung tay để mình góp những cái tiếng nói của mình, của các bạn, những cái suy nghĩ của các bạn để làm sao để chúng ta giúp cái môi trường sống, cái trái đất của chúng ta là càng ngày càng tốt hơn. Đấy, và thì cảm ơn các bạn. Thầy Đức có nói thì mỗi một cuộc thi nó không chỉ là thông điệp các bạn mang đến cho cộng đồng, mà nó còn là cái cách mà các bạn thể hiện chính bản thân các bạn đến với cộng đồng như thế nào, và cũng là cái nơi mà các bạn có thể cọ sát với nhau. 750 bài là cũng 750 bài đến từ nhiều vùng miền khác nhau, nhiều tỉnh thành khác nhau, đúng không anh? Vâng, đó. Thì đấy cũng là một cái cơ hội rất là lớn cho các bạn về cộng đồng sáng tạo. Thì thật ra thì mỗi một năm thì em cũng có gắn bó với cuộc thi So It Now, và thấy là năm nào cũng thế, dù thế nào đi chăng nữa thì cũng vẫn có một số cái bài thi mà các bạn ấy bị sai quy cách hoặc là chưa hiểu thực chất là làm sao để có thể gọi là đưa bài thi về vào đúng cái quy định của ban tổ chức ấy ạ. Thì anh có thể chia sẻ qua về cái quy định của cái cuộc thi năm nay để các bạn ấy có thể nắm được cái tinh thần khi mà bước vào cuộc thi, đúng không ạ? Thật ra thì quy định mình cũng chả nhớ lắm đâu, vì là nhiều quy định quá thì cũng không nhớ được. Cái mấu chốt thì tham gia cuộc thi thì chúng ta thấy là cái vấn đề về bản quyền phải lưu ý, đúng không? Tức là không lấy sản phẩm của người khác để nộp sản phẩm của mình, vì vậy nó rất là rắc rối cho cuộc thi và bản thân của chúng ta. Cái đấy cái đầu tiên. Cái thứ hai nữa là về cuộc thi nào cũng thế, thể hiện là một phần thôi, những ý tưởng là quan trọng. Kể các bạn lạc đề, đúng không? Viết văn thì có thể hơi chưa hay lắm, nhưng mà đúng chủ đề thì chắc chắn người ta sẽ đánh giá là cao hơn là những cái bạn mà làm đẹp nhưng mà nó sai chủ đề, đúng không? Thì cái đấy lưu ý. Cái thứ hai là về ý tưởng, và cái gọi là những cái ý tưởng hay và những cái sự mới mẻ trong cái khai thác ý tưởng đó. Cái thứ ba nữa là về đa dạng đề tài. Ở đây thì năm nay thì có ban giám khảo rất là đa dạng, và cũng như mọi năm thì chúng tôi là cố gắng mời những cái người mà
có uy tín để đem lại sự công bằng cho các bạn tham gia. Thì ở đây là có về hạng mục vẽ thì có thầy Đỗ Hiệp, họa sĩ Đỗ Hiệp là một người mà rất là gắn bó với Arena và cũng là rất là có chuyên môn về vẽ rất là tốt. Đây là anh Ngọc, là giám đốc sáng tạo của Lê Media, Lê Bro, đúng không? Thì là đây là anh Ngọc, là một cái người mà rất là uy tín trong nghề thiết kế. Về hạng mục nhiếp ảnh thì có nhiếp ảnh gia Khánh Phan, và về phim thì có đạo diễn Võ Thanh Hòa. Đấy là những cái người mà mình nghĩ là người ta công tâm. Đầu tiên là người ta với mục đích của cuộc thi như này thì cái sự công tâm là đặt lên hàng đầu. Thì đấy là cái ba yếu tố mà mình nghĩ là mình sẽ đem đến cho các bạn một cái cuộc thi nó công bằng, sòng phẳng và đem lại những cái giá trị nhất định để khi các bạn tham gia được. Vâng. Anh Hiệp ơi, mỗi một năm ấy, thì hạng mục vẽ luôn luôn là hạng mục mà em thấy là nhận được, phải nói là một trong những hạng mục mà nhận được nhiều bài thi nhất. Đó, thì năm nay cũng vẫn sẽ có cái hạng mục vẽ đó và các bạn cũng vẫn vậy. Em thấy các bạn vẫn có sự quan tâm với hạng mục này. Thì anh có chia sẻ gì với các bạn riêng về hạng mục này gắn liền với cái chủ đề We Earth năm nay không ạ? Rất vui được ngồi đây để chia sẻ với mọi người. Có thể là những câu hỏi, cũng có thể là những vấn đề mà các bạn cần nghĩ đến để nhau để thực hiện tốt cái chương trình lần này. Ra thì theo mình nghĩ thì cuộc thi năm nay khó hơn năm ngoái. Chắc là nó khó hơn đầu tiên là về cái chủ đề đã. Chủ đề nó gần hơn với cái đời sống của chúng ta, gần hơn với những cái mối quan tâm hiện tại mà trái đất và con người của chúng ta đang tương tác với nhau như thế nào. Thì cái cuộc thi Hương Vị Sắc năm ngoái thì nó thiên về phần văn hóa, phần trải nghiệm của mỗi cá nhân trong cái đời sống văn hóa của mỗi người. Thì năm nay cái cuộc thi mở rộng sang một cái hướng lớn hơn, nó mang đến một cái trạng thái và một cái câu hỏi về chính mỗi cá nhân của chúng ta khi mà chúng ta sống trong cuộc sống này, tương tác với trái đất này và chúng ta đang hàng ngày làm gì với nó. Thực ra thì cuộc thi nó cũng là một cái cơ hội để chúng ta được nhìn nhận lại mình, để xem là chúng ta đã đang làm gì và chúng ta sẽ cần phải làm gì để cho cái trái đất này, nơi mà chúng ta kiểu sinh sống, nó trở nên tốt đẹp hơn, bền vững hơn, thậm chí có thể nghĩ xa hơn là về sau này nữa, nó có thể trở lại với những màu xanh, với những sự đáng yêu của nó vốn có. Anh nghĩ là chắc chắn kiểu bây giờ mọi người sẽ càng lúc cảm thấy là cái cuộc sống về của chúng ta là xung quanh nó khác nhiều so với hồi bé. Hồi bé chúng ta thấy mênh mông, rộng lớn. Bây giờ thì chúng ta thấy chật chội, khói bụi. Thì những cái trải nghiệm nho nhỏ đấy, những cái thứ mà đơn giản hàng ngày thôi, nó cũng đã là những cái chất xúc tác. Mà đôi khi mà cái cuộc sống ấy nó cuốn chúng ta nhanh quá, chúng ta không kịp nghĩ đến nó. Thì anh cho rằng cái cuộc thi này nó cũng là một cái để cái gì chúng ta có thể kiểu lắng lại, nhìn lại, nghĩ xem là mình có thể làm gì, có thể đặt ra những câu hỏi hoặc tự trả lời nó qua cái cuộc thi này. Anh Ngọc ơi, trước tiên thì phải nói là rất vui vì sự có mặt của anh trong cái buổi Skill Up Workshop này. Và em tin chắc rằng là các bạn trẻ cũng mong đợi một cái sự chia sẻ từ anh vì năm nay cũng là năm đầu tiên anh tham gia So It Now cùng với Arena đúng không ạ? Vâng. Cảm ơn Ngọc ạ. Thì anh có chia sẻ hoặc là anh có thể chia sẻ về cái cảm nhận của anh về cái cuộc thi So It Now của Arena năm nay đúng không ạ? Ok. Đầu tiên là xin gửi lời chào tới Arena và gửi lời chào tới các bạn trẻ mà có cùng đam mê. Từ góc độ của gọi là một cái người đi trước về mảng thiết kế nói chung và cả về mảng sáng tạo nữa, thì mình luôn có một cái hứng thú đặc biệt về cái việc là nhìn xem cái thế hệ trẻ bây giờ các bạn ấy thiết kế như thế nào, các bạn ấy tư duy như thế nào, các bạn ấy vượt xa mình ngày xưa như thế nào. Bằng tuổi các bạn ngày xưa chắc chắn mình không bằng các bạn bây giờ đâu, chắc chắn luôn. Thành ra mình rất hứng thú về cái việc là từ cái góc độ, từ cái góc nhìn, cái góc tư duy của giới trẻ bây giờ các bạn thể hiện ra sao. Đó. Thì đó là lý do vì sao mà ngay khi mà anh Đức và Arena gửi lời mời mình tham gia cuộc thi với tư cách giám khảo thì nhận lời ngay, không nghi ngợi, nhận lời ngay. Và đây thực sự là một cái sân chơi rất là đặc biệt khi mà chúng ta có tận 4 cái mảng, 4 mảng khác nhau. Có cả về vẽ, có cả về thiết kế, có cả về video và có cả về nhiếp ảnh. Một sân chơi mà cái đất diễn nó rất là rộng để mọi người có thể tha hồ bay nhảy tung tăng. Đó.
Và đây là một cái dịp, không biết là ở đây có các bạn đã đi làm chưa hay là các bạn vẫn đang đi học, nhưng mà những cái cuộc thi như thế này là một cái dịp rất là hiếm, bởi vì đó là đây là nơi mà mọi người có thể thoải mái bay bổng với ý tưởng của mình, không phải care về budget của khách hàng, có care một chút về deadline, nhưng chắc là bên Arena bên Đức chắc ra deadline cũng cũng thoáng thôi, chứ không đến mức là hôm nay ra đầu bài và hôm sau bắt đầu bài đó. Thì chúng ta thoải mái bay bổng với lại những cái ý tưởng sáng tạo của mình đó. Và đặc biệt là với cái chủ đề năm nay We Earth, thì đây là một chủ đề khó. Mình cùng quan điểm với Hiệp, chủ đề khó. Vì sao nó khó? Đó là một cái chủ đề nó có từ, chúng ta đều biết cái vấn đề đó từ rất lâu rồi. Rất nhiều các brand lớn trên thế giới, ví dụ như vừa rồi mình cũng tham gia vào 3 cái dự án liền của WWF cũng về vấn đề rác thải nhựa, ở lúc thì ở đại dương, lúc thì trong đất liền đó. Và nó là cái vấn đề mà luôn luôn nóng, nó nóng từ rất lâu rồi, và rất nhiều các đơn vị, các cá nhân đã tham gia vào việc tuyên truyền để thay đổi cái ý thức của con người về cái bảo vệ môi trường đó. Và khi mà chúng ta có rất nhiều những cái gọi là bậc tiền bối của mình đã đi trước, đã thể hiện rất nhiều những cái thông điệp, thì đến chúng ta sẽ làm sao đó. Tuy nhiên nó vẫn có rất là nhiều những cái mở để cho mọi người có thể bay bổng. Và như anh Đức vừa mới chia sẻ, năm ngoái chúng ta là có 750 bài thi, năm nay hy vọng là nhiều hơn. Và chúng ta sẽ hình dung là toàn bộ các bạn 750 người tham gia sẽ là 750 đại sứ. Các bạn chính là đại sứ để truyền tải cái thông điệp về việc là hãy bảo vệ trái đất của mình thông qua cái bài thi của các bạn. Khi các bạn tìm hiểu, các bạn nghiên cứu để các bạn phát triển cái sản phẩm của mình, các bạn chia sẻ với những người xung quanh, chỉ cần chia sẻ với 2-3 người là con số đến hàng nghìn rồi đó. Thì nó là một cái rất là ý nghĩa của cái cuộc thi này đó. Thành ra mình rất là háo hức mong chờ những cái tác phẩm từ các bạn, và chúc mọi người sẽ có một cái bài thi rất là tốt. Khi mà hai anh cùng chia sẻ về cái nội dung và thông điệp năm nay khó, thì anh nghĩ gì về Solid Now năm nay, và nó sẽ có khác biệt gì so với những năm trước không ạ? Câu hỏi đấy khó. Cũng khó đúng không? Vâng. Thật ra thì cái năm nay về cuộc thi thì mình nghĩ là mình giống như thầy Hiệp hay là anh Ngọc ở đây, thì đều rất tin vào thế hệ trẻ các bạn. Thế hệ trẻ các bạn rất là tài năng, có được điều kiện nghiên cứu, học tập và làm việc tốt hơn thế hệ trước. Và bản thân là bây giờ là cuộc thi năm nay ấy, như anh Ngọc nói, tức là cái cuộc thi này rất nhiều những đơn vị chuyên nghiệp, rất nhiều các bạn làm rồi. Tuy nhiên thì cái cuộc thi này là dành cho những đối tượng trẻ, tức là từ 16 tuổi cho đến 25. Tức là mình sẽ đánh vào đối tượng trẻ, những cái bạn mà thật ra có nhiều những cái góc nhìn nó rất là khác so với cả những người đi làm và những người làm việc trong cái lĩnh vực này chuyên nghiệp. Thì những cái góc nhìn đó, những cái phát hiện đó đôi lúc là rất là thú vị, và nó sẽ quan trọng, bổ ích cho cái việc mà gìn giữ cái trái đất này. Thì cái quan trọng nhất giống như anh Ngọc chia sẻ, tức là thật ra các bạn khi bạn nghiên cứu, các bạn tìm hiểu và các bạn chia sẻ, nó là cái giá trị lớn nhất của cuộc thi này. Thì mình mong là càng nhiều các bạn tham gia thì càng tốt, bởi vì đó là những cái đóng góp của các bạn cho việc gìn giữ trái đất này. Vâng. Mình bổ sung thêm một xíu cho cái ý mà cả mình với cả Hiệp đều nói là bài thi khó. Nhưng mà thật ra đã là dân làm về thiết kế, về sáng tạo, về nhiếp ảnh, chúng ta thường hay thích những cái thách thức. Thi thoảng gặp những... Đúng rồi, thi thoảng mình cũng gặp những cái brief từ phía khách hàng khó lắm. Đã khó lại còn thời gian ít, bắt dịt lại còn thấp, nhưng mà lại cứ phải có tác phẩm hay. Nhưng mà đúng không, cái khó là cái khôn, cái thách thức sẽ giúp các bạn nâng level của mình lên. Rồi, ok. Em biết sao chứ hôm nay nhắc đến từ khó nhiều, thế em xin phép là để cho đồng đều thì em chuyển từ khó sang chỗ anh Hiệp. Anh Hiệp ơi, cái chủ đề năm nay khó thì em nghĩ là nó trong cái cách tìm kiếm các ý tưởng mới, cách các bạn khai thác vấn đề. Thì với cái hạng mục vẽ ấy, thì anh nghĩ là anh có lời khuyên nào để cho các bạn ấy bắt đầu với việc khai thác nội dung để làm cho cái cuộc thi năm nay không ạ?
càng khó thì có lẽ là chúng ta sẽ ngày càng động não nhiều hơn, và khi khi đó thì chắc là chúng ta sẽ cảm giác là nó sáng sủa hơn. Thực ra khi mà một cái chủ đề khó thì nó sẽ lấy của chúng ta khá nhiều của tài nguyên. Thứ nhất là cái thời gian, năng lượng để nghiên cứu nó. Thứ hai nữa là cái sự tập trung dành cho cái công việc đấy. Đôi khi cái khó không hẳn là một cái chủ đề, mà khó là cái việc chúng ta dành bao nhiêu thời gian, dành bao nhiêu tâm huyết công sức để làm cho cái khó đấy nó tới nơi, tới bến. Thì cái đấy là một vấn đề. Vì đôi khi ở trong sáng tạo ấy, cái mạch của chúng ta nó chỉ bị đứt một chút thôi là chúng ta phải lấy lại nó rất là lâu, rất là mệt. Thế nên anh thì anh nghĩ rằng cái chủ đề này khó, nhưng mà nó sẽ là một sự thay đổi, một sự khác biệt trong sáng tạo. Vì đôi khi những chủ đề dễ quá thì có lẽ là chúng ta sẽ cảm thấy nó quen thuộc và nhàm chán. Cái này nó còn khó ở một cái vấn đề là vì ngày nay cái chủ đề này nó cũng đang được đẩy mạnh rất nhiều. Nó khó cũng bởi chính vì nó có quá nhiều đáp án, quá nhiều sự tương tác dành cho nó rồi, và chúng ta buộc phải tìm ra một thứ mới mẻ hơn nữa, thời đại hơn nữa, và là chúng ta hơn nữa. Thì là chúng ta thì sẽ là như thế nào? Anh nghĩ là trong nghệ thuật thì đơn giản nhất vẫn chính là sự thật thà, sự chân thật với chính cái cảm xúc và suy nghĩ của mình. Không có gì khác ngoài cái cảm giác và ngoài cái sự thật thà khi mà chúng ta kiểu tìm kiếm chủ đề đấy. Đôi khi cái câu chuyện, cái cách giải quyết vấn đề, nó, chúng ta có thể vay mượn, chúng ta có thể kiểu học hỏi, có thể kiểu tham khảo ở đâu đó, nhưng mà cái câu trả lời đưa ra thì nó sẽ không phải là của chúng ta. Thì cái cuộc thi thì mục đích nó nhằm đến cả một cái câu chuyện nhân văn ở phía sau nó nữa. Nên khi mà chúng ta đã giải quyết được một câu hỏi cho chính mình thì nó cũng đã đóng góp một phần tích cực vào cái chung tay cho cái trái đất của chúng ta như này. Thì anh thấy, anh nghĩ rằng cái chất liệu quan trọng nhất ngày nay thì càng lúc thì mọi thứ nó sẽ càng đi vào cái bản chất riêng nhiều hơn. Có lẽ là những cái thứ chất liệu mà gần gũi nhất với những thứ mà chúng ta sử dụng hàng ngày sẽ là thứ đủ hấp dẫn nhất. Nó không phải là đâu xa cả. Chúng ta chỉ cần quan sát, chú ý với những thứ chúng ta dùng, những thứ chúng ta kiểu đi qua nó hàng ngày, những thứ chúng ta nhìn thấy. Mà đôi khi chúng ta nhìn thấy nó hàng ngày, chúng ta lại không chú tâm đến nó chẳng hạn. Thì bây giờ chúng ta chỉ cần chú tâm nhiều hơn đến nó. Những thứ bỏ đi, những thứ kiểu bất vượng xung quanh chúng ta là những thứ kiểu giản dị, nó có thể trở thành một chất liệu mang đến cái cảm xúc và sự chân thật nhất trong tác phẩm của các bạn. Anh nghĩ là đây này, chứ không phải là một thứ gì đấy kiểu thời đại nào như thế bây giờ. Vâng, cảm ơn chia sẻ của anh rất là nhiều. Công việc lớn, một câu chuyện lớn thì luôn luôn bắt đầu từ những cái nhỏ nhất, đúng không ạ? Đôi khi các bạn chỉ cần khai thác đúng cái cảm xúc nhỏ bé của các bạn, hoặc là những điều giản dị xung quanh mình là có thể có được một cái chất liệu cho bài vẽ rồi. Đó, thì đấy, như em vừa chia sẻ là khó thì phải khó đồng đều. Thế là bây giờ thì đến anh ấy, anh Ngọc ạ. Vâng, với đấy là một cái tác phẩm về vẽ. Thì với một cái tác phẩm về thiết kế thì anh vừa chia sẻ với em là năm nay anh cũng có cộng tác nhiều các đơn vị rất là lớn về cái chủ đề như vậy. Thì theo anh thì một cái thiết kế, một bài thi thiết kế như thế nào thì sẽ thực sự là gây ấn tượng với anh ạ? Ok, mọi người có tìm hiểu về nước hoa không? Nước hoa thì bản thân nước hoa chúng ta thấy một cái lọ nhỏ nhỏ xíu thôi. Thì thường nó có nhiều cái lớp mùi khác nhau, đúng không? Ban đầu chúng ta có thể vừa mới tiếp xúc ngửi thấy mùi này, lúc sau nó lại là mùi khác, và kết lại nó sẽ đọng lại một cái mùi khác hẳn. Đó, nó có những cái layers như thế. Thì với mình thấy nó khá là tương đồng với việc là chúng ta cảm nhận về một design, hoặc có thể là cảm nhận một bức tranh mà của Hiệp vẽ. Tức là cái mà chúng ta nhìn vào một design thì nó là cái ấn tượng đầu tiên về thị giác, cái đầu tiên, bởi vì lúc đấy mắt chúng ta là cái giác quan đầu tiên mà tiếp xúc với lại một cái thiết kế, đúng không? Chúng ta sẽ bị ấn tượng bởi cái thiết kế đó ở chỗ nào. Đó, oh, nhìn trông hấp dẫn đấy. Nhưng sau đó, đó mới là cái layer đầu tiên thôi. Nó rất nhẹ nhàng, thoáng qua thôi. Tiếp theo, cái ý tưởng mà cái thiết kế đấy nó đang truyền tải, nó là cái gì? Họ đang visualize cái gì vậy?
Vì sao họ lại sử dụng cái hình ảnh đó, vì sao họ dùng cái font chữ đó. Đó. Tất cả những gì mà chúng ta sử dụng ở trong cái design của mình, nó đều phải có một ý đồ, nó đều phải mang một cái thông điệp, nó đều phải có một lý do. Ví dụ như về sau, nếu như mà mình có nhận được những cái bài thi của mọi người, và nếu mọi người có cái cơ hội để present, mình sẽ hỏi ngay. Mình sẽ thường xuyên có những câu hỏi là vì sao? Ok, vì sao em dùng font này? Vì em thấy nó đẹp. Không phải thế. Đẹp là một chuyện, nhưng mà phải đúng. Nó phải đúng nữa. Đó. Và cái kết lại giống như nước hoa của chúng ta, thì sau khi nhìn vào cái thiết kế đấy, nó động lại ở trong người xem là cái gì. Chúng ta có tạo một ấn tượng, chúng ta có đủ để thay đổi cái nhận thức của cái khách hàng hay không, khi mà họ nhìn vào trong một cái tấm poster được thiết kế bởi các bạn Arena Multimedia, và các bạn thấy chúng ta cần phải làm gì đó với cái với tình trạng này, chúng ta cần phải làm gì đó với trái đất này. Đó. Thì chúng ta cần phải, giống như là Hiệp vừa chia sẻ, thật ra là cái chất liệu để mọi người tư duy, nó ở xung quanh chúng ta thôi. Cái chủ đề này nó rất gần gũi luôn, gần gũi thực sự luôn. Đó. Ví dụ như là chúng ta dùng cốc bằng thủy tinh thay vì là bằng cốc nhựa. Ví dụ như là đến những cái quán cà phê mà chúng ta thấy rằng ở đó họ dùng các cái ống hút là cái vật liệu tái chế, hay thậm chí là dùng gạo. Mình rất là trân trọng cái người chủ quán đấy luôn. Họ có những cái nhận thức và có cái ý thức với lại môi trường từ chính những cái sản phẩm của họ luôn. Đó. Thì từ những cái đó thôi, nó cũng có thể trở thành cái chất liệu để các bạn có thể tư duy ra cái tưởng thiết kế của mình. Đó. Và nãy thật ra có một cái khó nữa ở cái chủ đề này, đó là nó quá rộng, đúng không? Chúng ta rất là rộng. Đó. Và cái TA, cái gọi là khách hàng mục tiêu của chúng ta là từ em bé biết nhận thức cho tới bác cao tuổi. Đó. Thì khi mọi người thực hiện cái bài thiết kế của mình, chắc chắn là chúng ta sẽ rất khó để có một design mà truyền tải được thông điệp, tác động được cả về visual, cả về phần copy tới tất cả mọi người. Khó lắm. Mình cực kỳ khó luôn. Đến cả khéo cả các bác gọi là bậc thầy ở trên thế giới này cũng không làm được. Vì thế, chúng ta nên xác định cho mình cái đối tượng chúng ta nhắm tới là ai, chúng ta muốn truyền tải cho thông điệp gì. Đó. Thì đó là những thứ mà mọi người nên cân nhắc, nên đầu tư vào trong cái bài của mình để có được một cái sản phẩm tốt. Cảm ơn chia sẻ của anh rất là nhiều. Ở đây thì em có nhận được cái phản hồi rất là tích cực của các bạn ở phía dưới về những chia sẻ của anh Ngọc. Và các bạn ấy cũng rất mong muốn là anh phải giải luôn được cái bài toán khó cho các bạn ấy. Đấy nên là các bạn ấy muốn là trong thiết kế thì hầu hết tất cả các bạn trẻ, các bạn ấy rối nhất ở cái khoản là sáng tạo và tư duy sáng tạo. Với một người làm nghề trong lĩnh vực thiết kế lâu như anh, thì các bạn ấy rất mong muốn anh có thể chia sẻ kỹ hơn về cái cách mà anh tư duy cái sáng tạo của mình ấy, trong mỗi một lần nhận một cái, ví dụ như là nhận một chủ đề mới như thế này chẳng hạn. Đó. Thì các bạn muốn anh giải quyết cái bài toán này. Phương pháp sáng tạo. Phương pháp, đúng rồi ạ. Chia sẻ về hành trình của anh. Ra cái quá trình mà chúng ta tư duy ra một ý tưởng, về bản chất là chúng ta sử dụng những gì chúng ta có trong đầu. Chúng ta có cái chất xám, chúng ta có cái gì chúng ta sẽ sử dụng đó. Ok. Vậy thì về mảng design thì có một cái đặc điểm, đấy là chúng ta đôi khi nó giống như là chúng ta làm dâu trăm họ. Ví dụ như là tháng này chúng ta sẽ có một khách hàng là hàng không, chúng ta làm với Vietnam Airlines. Tháng sau chúng ta làm với Vinmec. Tháng sau chúng ta làm với Petro Việt Nam. Đúng không? Mọi người có nhận ra điểm gì không? Đó là mỗi khách hàng của chúng ta lại có một cái đặc thù khác nhau, một cái đặc trưng khác nhau. Và để làm được, để chúng ta tạo ra, chúng ta tư duy được cái ý tưởng cho khách hàng đó, chúng ta phải hiểu về họ. Chúng ta phải hiểu về họ, giống như là khi mọi người làm bài về chủ đề ước, chúng ta phải tìm hiểu về nó, chúng ta phải cho cái chất xám mà chúng ta ăn, chúng ta phải nạp cái nội dung vào trong đầu của mình, chúng ta phải học rất là nhiều. Thì bây giờ mọi người có một cái lợi thế hơn cái thế hệ của anh với anh Đức, cả Hiệp nữa rất là nhiều, đó là bây giờ
những cái chất liệu, những cái tài liệu về về thiết kế, về sáng tạo, những cái mọi người tham khảo nó nằm ngay trong bàn tay mọi người. Nhấc điện thoại lên Pinterest, Behance, whatever là ngay trong tay của mình. Còn như ngày trước để gọi là bổ sung cái chất xám của mình thì thường như mình là hay lên trên Tràng Tiền và vào nhà sách Infostone. Thật ra là vào đọc lén thôi, bởi đắt lắm, không mua được. Đó là tuổi thơ giống nhau. sách rất là đắt luôn, và thi thoảng là có một số cuốn là họ sale thì mới dám mua, chứ không thì. Và các bạn hãy đọc thật nhiều sách, hãy đọc thật nhiều sách, và không chỉ là sách về thiết kế nhé, đừng, chúng ta hãy đọc cả chuyện, chúng ta hãy đọc cả về những cái sách văn học đó. Nhiều khi những cái ý tưởng của mọi người sẽ xuất phát từ một cái nhân vật văn học, một cái nhân vật ở trong chuyện. Nhiều khi mình từng có những ý tưởng mà xuất phát từ Lord of the Rings hoặc là Game of Thrones. Có những ý tưởng mình xuất phát từ những cái bộ phim như thế. Hãy đọc nhiều chuyện, hãy xem nhiều phim, hãy nghe thật nhiều bản nhạc, bởi vì nó là những cái gọi là món ăn nuôi dưỡng cái chất xám của mọi người về hình ảnh, về âm thanh, về cảm xúc rất là nhiều. Và khi mọi người đã có được rất là nhiều những cái dữ liệu trong đầu, mình hiểu về khách hàng, mình có tư duy về những cái yếu tố xung quanh cái khách hàng đó, thì khi mà đã có đầy đủ chất xám như thế, chúng ta sẽ dễ dàng có thể có một cái gọi là một cái brainstorming để đưa ra được những cái ý tưởng đó. Chứ chắc chắn là chúng ta không ai có thể biết được tất cả mọi thứ về tất cả các cái mảng khách hàng, không ai biết được. Nhưng mình vậy, đến giờ vậy, mình cũng phải thường xuyên tìm hiểu, làm đến khách hàng này lại phải đi tìm hiểu, nghiên cứu về họ, đọc thêm sách về cái mảng đó, xem, thậm chí xem những bộ phim, có cả là phim truyện, có phim điện ảnh, có phim tài liệu luôn, để mình có thể có được đầy đủ những cái nội dung đó. Tất nhiên mình xem cái đó không phải là để mình họ làm như này mình copy, không phải thế. Nó là cái chất liệu thôi, nó chỉ là cái chất dẫn để đi tới cái ý tưởng mà chúng ta sẽ thể hiện ở trong cái thiết kế của mình. Đó. Hay quá ạ, các bạn thấy hay không ạ? Đấy là thành công và có lối đi chung đúng không ạ? Ba anh là đều có tuổi thơ. Đều là đọc sách ạ. Như vậy là em không có gì hả, để xem cả. Đó. Cái chia sẻ của anh Ngọc thì đơn giản thôi. Sáng tạo nó sẽ chỉ khó khi mà chúng ta không có gì. Còn khi mà chúng ta trau dồi được từ âm thanh, từ nghệ thuật, mọi thứ trong con người các bạn có, thì sáng tạo nó sẽ một giây phút nào đấy nó xuất thần, cộng với việc là có thêm động lực từ các đối tác của chúng ta đúng không ạ? Đó. Cảm ơn anh rất là nhiều. Chia sẻ thêm một cái, các bạn có xem Cướp Biển Caribe không? Jack Sparrow có một cái câu là vấn đề không phải là vấn đề là cách chúng ta đối mặt với vấn đề đấy. Đấy, chia sẻ thêm một xíu nữa để giảm bớt độ khó đi. Giảm bớt độ khó đi. Em thấy bớt khó rồi đấy. Anh hiểu, thấy bớt khó không? Anh nghĩ vậy, thực ra là khi mà chúng ta không có gì thì chúng ta dễ làm việc hơn. Cứ hồn nhiên. Chúng ta có tiền thì chúng ta đi uống trà sữa hơn rồi. Thế thì em xin phép chia sẻ với anh thì bây giờ là anh không phải là không có gì đâu, anh có một câu hỏi đấy. Câu hỏi cho anh Hiệp bây giờ là, vừa nãy là anh Ngọc chia sẻ với chúng ta, với các bạn ở đây rất nhiều về tác phẩm thiết kế, làm sao để một tác phẩm thiết kế gây được ấn tượng đối với người chấm điểm và ban giám khảo là anh Ngọc. Thế thì đối với anh, một tác phẩm vẽ thì đâu sẽ là cái yếu tố để mà gây ấn tượng với anh ạ? Có lẽ gây ấn tượng nhất là một tác phẩm không vẽ. vừa thật mà là vừa không thật. Thì nếu như mà chúng ta nói hạng mục vẽ là chúng ta ngồi vẽ thì là các bạn đã cũ rồi. Các bạn đã nhìn thấy những tác phẩm vẽ mà kiểu không dùng bút lông nhỉ? Dao, kéo, rất nhiều đúng không ạ? Cái đó người ta cũng gọi là hội họa đúng không ạ? Tức là gì ạ? Hãy mở rộng hơn nữa cái biên giới sáng tạo của mình. Đừng tự đóng mình ở trong cái từ đó, chúng ta có thể mở rộng ra. Vẽ chỉ là một hình thức để tạo nên một tác phẩm đúng không? Và chúng ta có rất nhiều cách khác nhau nữa để tạo nên nó một cách sáng tạo hơn, một cách thực tế hơn. Nếu như chúng ta quan tâm đến trái đất, mỗi một cốc trà sữa chúng ta uống ra thì cái ống hút đấy, cái cốc nhựa đấy nó sẽ đi về đâu đúng không? Vậy thì nếu nó có thể biến thành tác phẩm thì sẽ như thế nào? Chúng ta sẽ tương tác ngược lại gì với những thứ mà làm hại trái đất để truyền tải lại thông điệp ngược lại nó thì sẽ thế nào đúng không? Đấy. Thì
Anh nghĩ là cái chất liệu bây giờ thì càng lúc nó càng mở rộng hơn nữa, càng rất là phong phú và nhiều. Cái sợ nhất của chúng ta là gì ạ? Chúng ta chỉ ngồi trước máy tính và chỉ biết mỗi một chất liệu và cái bút. Đấy là một điều kiểu dở tệ nhất trong cái thời đại ngày nay. Ngay kể cả trong lĩnh vực thiết kế như anh Ngọc này chẳng hạn, nếu như bây giờ các bạn chỉ nghĩ đến việc thiết kế một file gì đó xong rồi in ra là các bạn đã thua thiệt rồi, các bạn đã chậm chân rất nhiều rồi. Tại vì từ ý tưởng cho đến sáng tạo ra nó và cái sự tương tác với cả chất liệu để bổ sung cho cái câu chuyện của ý tưởng đấy với các bạn rất quan trọng. 50% sự thành công của tác phẩm bây giờ anh nghĩ là sự tương tác về mặt chất liệu. Các bạn cầm một cái bìa sách phẳng đen mực in trên giấy kiểu xê bóng, khác với việc một cuốn sách kiểu in trên một tờ giấy kiểu mỹ thuật kiểu định lượng 250 dần sùi và kiểu tấm nổi nhũ yết nữa, đúng không? Và nếu có thêm quả trổ thủng nữa thì xong, đúng không? Chúng ta cầm sẽ thấy khác, đúng không? Ok, mở ra lại thấy một cái hình bật lên nữa, khác nữa. Nó khác biệt với việc chúng ta kiểu chỉ đóng mỗi ở trong đầu là cái việc kiểu thiết kế xong file rồi gửi cho nhà in xong hết việc. Đấy là chúng ta đã tự giới hạn cái khả năng của mình và tự làm cho mình kiểu trở nên chậm tiến hơn. Thì trong vẽ cũng vậy, thì nếu như chúng ta chỉ dùng cây bút thôi thì không đủ, có rất nhiều những chất liệu, những cách thể hiện khác nhau nữa. Vẽ nếu chúng ta chỉ nghĩ đến 2D thì không còn thua, đúng không? Có thể 2.5, có thể 3D, có thể chất liệu, thậm chí nó có thể mang đến cảm giác để không gian sờ nắn. Nhưng mà hương vị nữa thì còn kinh khủng hơn, đúng không? Nó có rất nhiều cách, đấy là vấn đề của chúng ta. Sự sáng tạo và cái sự đi đến thành công của tác phẩm nằm ở trong tay, chính trong tay của bạn. Và anh nghĩ là keyword ở đây chính là sự quan sát. Nếu như các bạn biết quan sát và tận dụng những sự quan sát của mình một cách kiểu gọi là chắt lọc và thực sự tiết kiệm cái tư duy của mình trong từng ánh mắt, từng sự quan sát đấy, thì nó sẽ giúp cho các bạn, tác phẩm của bạn trở nên kiểu sâu sắc và phần nào đó kiểu chạm đến cảm xúc của người xem nhanh hơn và tốt hơn nữa. Thế còn đối với sản phẩm thiết kế thì có cái cách nào để các bạn ứng xử thể hiện cái sản phẩm thiết kế nó khác biệt không ạ? Để có một cái sản phẩm thiết kế khác biệt ấy, thì thường là chúng ta sẽ mong muốn thể hiện được, đôi khi là một người designer sẽ muốn rằng về sau khi mà cái sản phẩm design đó được present ở đâu đó, người ta nhìn vào thì biết cái này là của anh Đức thiết kế, nhìn đúng của anh Đức rồi. Đó thì đó là cái dấu ấn mà designer nào cũng mong muốn để lại, dù nó là bất kỳ một cái tác phẩm gì. Ngày xưa khi mà mình cũng mới chập chững, mới vào nghề thì mình cũng thích như thế. Mình hồi đấy rất là thích màu đen, mình rất là thích màu đen và màu đỏ. Design nào mình cũng dùng hai cái màu đen với đỏ, và sau đó thì thích một số những cái font chữ mà thấy rất là ưng. Thiết kế nào cũng mang nó vào, dù là thiết kế cho một cái nhãn hàng luxury hay là một cái nhãn hàng mà nó bình dân hơn, cũng mang y nguyên cái style đó vào. Và mình tự nghĩ rằng đó là dấu ấn riêng của mình đấy. Cứ thấy đỏ đen font chữ này, tức là của Ngọc thiết kế đấy. Sai hoàn toàn. Đó. Khi thiết kế mọi người có, các bạn có một cái gọi là sở thích nào đấy với màu sắc không? Đúng không? Thường chúng ta sẽ có, ví dụ như là chúng ta sẽ có, mình thích màu đỏ, mình thích màu vàng. Tại sao không dùng màu xanh lá cây? Xấu quá, xấu. Màu hồng có dùng không? Không, xấu. Sau đó thi thoảng chúng ta sẽ có những cái phối màu, ví dụ như là chỉ đỏ mới đen mới là đẹp, chứ màu hồng và màu nõn chuối làm sao mà đi với nhau, quá xấu luôn, đúng không? Làm sao mà hai cái màu chói như thế đi với nhau? Không có màu nào là xấu cả. Quan trọng là cách chúng ta dùng. Chúng ta mà dùng khéo, màu nào cũng đẹp. Có những cái màu rất là chuối khi mà những cái brand lớn họ dùng, Apple họ dùng, Louis Vuitton họ dùng. Tự nhiên, ui, sao màu nó đẹp thế nhỉ? Màu hồng bây giờ thành hồng nam tính, chả hiểu sao. Đó, thì làm sao để chúng ta tạo ra là cái dấu ấn riêng? Đó là chúng ta đừng dễ dãi với lại bản thân mình ở trong các thiết kế.
Thay vì chúng ta lựa chọn một cái font chữ có sẵn để đưa vào thiết kế và bạn có một cái headline đúng không? Ví dụ chúng ta làm một cái poster We Earth, thay vì chúng ta đặt một cái font chữ whatever, Montserrat, Helvetica, Avantgarde đặt vào và để nó trông to ịch vào, đừng đơn giản quá như thế. Hãy nghĩ rằng mình có thể làm được gì nhiều hơn thế. Mỗi chúng ta sẽ có một cái gu thẩm mỹ riêng, một sở trường riêng, một cái cách chơi chữ riêng, và hãy tận dụng tất cả những gì mà chúng ta có với lại từng cái chi tiết về việc chúng ta sử dụng cái font chữ ra sao. Nó không chỉ là cái font chữ cho headline mà thậm chí là cái font chữ cho cái phần body copy, nó cũng rất quan trọng. Nó rất quan trọng luôn. Và cách hai font chữ được phù hợp với nhau như thế nào, cách chúng ta sử dụng màu ra sao, cách chúng ta lựa chọn hình ảnh, mỗi người sẽ có một gu hình ảnh khác nhau. Đó. Thì lúc đó mặc dù là khi chúng ta làm với lại nhiều những cái loại hình thiết kế khác nhau, có thể là packaging, có thể là poster, có thể là một cuốn brochure đó, nhưng mà cái cách mà chúng ta xử lý từng cái element ở trên đó, từng kiểu chữ, từng màu sắc, từng hình ảnh, và cách chúng ta bố cục hoàn toàn tất cả những yếu tố đó với nhau, đó là cái dấu ấn riêng của chúng ta, không ai có thể làm được. Ví dụ như bây giờ nếu như mà Hảo Hảo mời bác Jonathan Ive là giám đốc thiết kế cựu, giám đốc thiết kế của Apple, thiết kế cho Hảo Hảo một cái packaging, thì liệu bác ấy có bưng được cái phong cách mà bác ấy đã làm cho Apple vào Hảo Hảo không? Chắc chắn bác ấy bưng được. Chắc chắn bác bưng được. Đó. Và khi nhìn vào chúng ta vẫn nhận thấy cái dấu ấn của bác đấy. Mặc dù hai cái sản phẩm khác nhau hoàn toàn, chắc chắn luôn, cái phong cách về minimal design của bác ấy, thì đó là cái cách mà chúng ta nên, tức là mình nên tỉ mỉ đến cái từng chi tiết. Và chính cái sự tỉ mỉ, cái sự đầu tư vào từng cái yếu tố nhỏ trong thiết kế đó, nó sẽ tạo nên cái dấu ấn riêng của các bạn, và dần dần nó sẽ trở thành một cái signature của người designer đó. Đó. Nếu như anh Hiệp chia sẻ về cái cách thể hiện bài vẽ thì anh Ngọc lại chia sẻ với chúng ta rất nhiều về dấu ấn cá nhân. Vậy rõ ràng là cái sáng tạo ở đây nó cũng đơn thuần thôi, vì mỗi một bạn sẽ là một cá thể rất là khác biệt, và khi mà đào sâu vào chính bản thân các bạn thì đôi khi đấy lại chính là cái dấu ấn mà các bạn đặt để lên cho người khác nhiều nhất, đúng không ạ? Cho cộng đồng nhìn về các bạn đó. Và em thấy là đúng là không có việc gì khó, chỉ sợ mình không hỏi đấy. Nãy giờ là em tin chắc là các bạn ngồi dưới đã có những cái định hướng để các bạn có thể làm được các cái bài thi năm nay. Và các bạn ấy cũng rất là táo bạo đặt lại một cái câu hỏi với anh Đức là năm nay thì các bạn ấy có được sử dụng AI để làm bài thi không? Đó, thì anh chia sẻ với các bạn về vấn đề này nhé. À, vâng. Thì mình ngồi mình nghe mình quấn quá, tức là có khi là phải về sum up lại, tức là tổng kết lại, tức là thầy Hiệp nói vẽ là có liên quan đến cái sự quan sát và cảm xúc, anh Ngọc là liên quan đến việc nạp cái kiến thức, cảm xúc và nạp kiến thức và tỉ mỉ trong việc hoàn thiện các tác phẩm về thiết kế, đúng không? Thì cái đấy nó thật ra nói về nghệ thuật nói chung thôi, nó đều khái niệm đều giống nhau đấy. Thì mọi người đều thấy là những cái chia sẻ đấy rất là, nó cũng vừa xa vừa gần mà vừa gần vừa xa, đúng không? Thì các bạn nên nhớ đấy, tức là có những cái mà nó đi nói lại rồi nhưng mà đôi lúc mình vẫn quên. Thì cái cuộc thi này thật sự nói là cái đề tài rất là rộng, phải nhắc lại là rất là rộng và rất khó để thể hiện một cái nó mới lạ. Tuy nhiên thì cái độ tuổi của các bạn ấy lại là rất ít những cuộc thi dành cho những bạn. Các bạn để ý kỹ, tức là các bạn có thể tham gia rồi nhưng mà phần lớn người Việt Nam mình lười tham gia cuộc thi thiết kế và lười nói lên những suy nghĩ của mình. Thì cuộc thi này đừng có ngại chia sẻ những cái gì mình nghĩ, cái gì mình quan sát, cái gì mình hiểu, và mình thể hiện một cách mình chỉnh chu nhất và cảm xúc nhất là được giải. Giải thưởng rất là lớn, quan trọng nhất là gì? Ngoài việc thể hiện mình mà đoạt giải, đúng không? Và giải thưởng này khả năng là về sau nó còn update nữa. Tức là bây giờ rất nhiều các đối tác người ta quan tâm đến cuộc thi. Thì cuộc thi đấy là những cái tiền có thêm nhà tài trợ đấy. Và đây thì các bạn thấy là bởi vì là sao cuộc thi này thực sự là rất ý nghĩa cho xã hội, đúng không? Và đặc biệt là gì? Nó là cuộc thi của các bạn. Và các bạn đấy mình nghĩ là ở đây thì các bạn đều là những người mà có thể là có những cái tiếng nói riêng của bạn, đúng không? Thế quay lại cái câu hỏi MC là gì nhỉ? Quên mất rồi. Đang nói lung tung. Đúng rồi, em bị cuốn quá. AI. Thì như năm ngoái ấy, thì là bị phạt. Tức là bị không được sử dụng AI trong cái việc mà tham gia thi. Tại vì là mọi người đều cảm thấy nó rất là mới và mọi người đang bị sử dụng nó quá đà ấy. Tham gia lấy luôn sản phẩm AI để
nộp và rất khó kiểm soát. Thì năm nay thì với cái mình coi mọi người đều cảm thấy là AI là một cái công cụ thôi, cái tool thôi, nó giống như software đấy, Photoshop, Illustrator thôi. Thì có thể là mình sử dụng AI trong cái việc mà mình tìm kiếm ý tưởng, mình sketch hoặc là gì đó, ABC đó, nhưng mình phải có một cái gọi là nộp cái file, working file, để mình thấy là gì, cái AI nó chỉ là đóng vai trò trong một cái công đoạn rất là nhỏ trong cái sản phẩm của các bạn thôi. Ý tưởng vẫn là ý tưởng của các bạn, cái phần thể hiện thì có thể AI nó giúp cho bạn là phần concept, thể hiện một phần nào đó, và các bạn phải biết triển khai tiếp là do cái kỹ năng và cái tư duy của các bạn. Thì AI có thể sử dụng được, nhưng mà không phải sử dụng AI để nộp file cuối cùng là tôi, đúng không? Thì cái này thật ra rất khó, mình tin vào sự trung thực của các bạn, mình tin vào sự cảm xúc của các bạn. Bởi AI nó chỉ là tổng hợp cảm xúc của những cái người khác thôi, tổng hợp cảm dữ liệu của cái người khác trên mạng thôi. Còn các bạn cuộc thi này thì mình nghĩ là các bạn đều có những cái suy nghĩ và các bạn đều có những cái cảm xúc riêng, những cái đắn đo riêng của bạn về đề tài đấy. Thì mình tin rằng các bạn sẽ sử dụng AI một cách gọi là hợp lý trong cái cuộc thi này. Không cấm nhé, nhưng mà nên cân nhắc sử dụng cho hợp lý được. Tác phẩm AI được giải thưởng, lúc đấy là kinh khủng rồi. Cộng đồng nghệ sĩ là bức xúc, dậy sóng. Cái điều đấy nó làm anh nhớ đến cái câu chuyện ngày xưa khi mà chiếc máy ảnh xuất hiện. Cả thế giới cũng cho rằng là ôi hội họa chết rồi, xong rồi. Truyền thần là toi rồi. Xong rồi, kiểu ngồi, mấy ông kiểu ngồi đặt mẫu rồi ánh sáng rồi sơn môi toan rồi các kiểu vài tháng trời mới xong bức tranh. Đây, trẻ con đi qua cầm máy ảnh lên nó dơ xoạch mắt xong đút túi đi tiếp. Vậy thì kiểu chiếc máy ảnh và người họa sĩ nó có vai trò gì? Sau này thì nó mới chứng minh được một cái sự thật là gì đó. Khi mà máy ảnh ra đời thì hội họa lại càng phát triển mạnh mẽ hơn. Tại vì câu chuyện của nó khác nhau và có lẽ là cái việc kiểu thực tế của chiếc máy ảnh nó đã làm cho sự bay bổng của hội họa càng thăng hoa hơn nữa. Đấy là một sự thật và bây giờ AI xuất hiện, anh nghĩ cũng vậy. Nếu như chúng ta biết phát huy thì nó cũng giống như kiểu đôi cánh ấy. Nó cũng là một ứng dụng để giúp cho chúng ta có thể tận dụng nó và làm nó có thể biến thành chính một người phục vụ cho ý tưởng của chúng ta và trợ lý năng lực cho chúng ta trong cái quá trình sáng tạo. Nếu như mà chúng ta muốn dùng AI để đánh lừa ai đấy hoặc là để xử lý trong một cái việc gì đó thì anh nghĩ rằng các bạn đã bỏ lỡ mất cơ hội của mình. Tại vì cái máy không làm thay con người được. Nó có thể làm ra một thứ gần giống, na ná nhưng vô cảm. Và cái cảm xúc của mỗi chúng ta đôi khi sự rung động, đôi khi sự lỗi lầm ở trong tác phẩm của chúng ta mang đến một thứ rất đặc biệt ở trong đấy. Và cái sự hiểu tác động của con người lên tác phẩm nó rõ ràng lắm. Chúng ta có thể nhìn thấy một hình ảnh nào đó tự dưng nó trở nên vô duyên. Nhưng mà cái AI nó lại làm cho nó thực tế là khô cứng và rất là tạo ra một cái trạng thái vô cảm, không có cảm xúc khi mà chúng ta nhìn thẳng nó. Thì cái trạng thái của con người, cái trải nghiệm của con người nó luôn luôn kiểu được bồi đắp và luôn luôn được thay đổi. Cho dù kiểu AI có được kiểu bồi đắp liên tục chăng nữa thì cái xử lý của con người về mặt cảm xúc và tình cảm nó vẫn là một yếu tố đặc biệt nhất. Anh nghĩ là khi AI càng xuất hiện thì cái giá trị cá nhân của mỗi chúng ta trong sáng tác nó lại càng trở nên mạnh mẽ hơn. Nhưng mà nó cũng là một con dao hai lưỡi, nó cũng có phần đào thải những bộ não không muốn tư duy. Nó sẽ đào thải nhanh hơn. Bằng chứng là vừa rồi thì anh thấy có một cái tin tức là có rất nhiều designer bị bỏ việc vì bị cho nghỉ việc vì những công việc đơn giản đấy thì AI đã làm xong thay rồi, còn những thứ sáng tác đặc biệt thì AI cũng làm được, vẫn con người vẫn ở lại. Chúng ta sẽ bị ở lại, một là chúng ta đi lên, hai là chúng ta kiểu ở lại. Bổ sung thêm để cho các bạn dễ hiểu, tức là như thầy Hiệp chia sẻ, tức là thật ra thì máy ảnh với cả họa sĩ nó bổ trợ nhau. Ví dụ như là máy ảnh này, hồi đầu tiên thì ai cũng lo, nhưng mà bây giờ họa sĩ người ta đi nhiều nơi, người ta cảm thấy là gì, người ta không đủ thời gian để vẽ ký họa, người ta chụp về để người ta vẽ. Tất nhiên là vẽ y xì cái ảnh đấy thì nó sẽ không hay lắm, người ta sẽ vẽ làm sao đấy để người ta thể hiện được cái cảm xúc, người ta
Còn tất nhiên ấy, người ta không đi, người ta lấy cái ảnh của người khác, người ta vẽ lại càng kém cảm xúc, rồi sao người ta đến đấy rồi người ta chụp ảnh lại, người ta về vẽ, ít nhất người ta còn lưu lại cảm xúc, còn hay nhất là người ta vẽ trực tiếp, đúng không? Nhưng tuy nhiên thì nó là một cái công cụ để hỗ trợ cho các bạn trong cái việc mà sáng tác, nó không thể bỏ lỡ được. Thì AI thì bạn coi nó như kiểu một cái tool ấy, như một cái công cụ để hỗ trợ các bạn trong cái việc sáng tạo và làm nghệ thuật thì ok nhá. Mình là một người mà mình cũng dùng những cái AI Mid Journey vào trong thiết kế, nhưng mà cái cách mình dùng nó như thế nào, đó là khi mà chúng ta phát triển một cái thiết kế, một cái ý tưởng, thì chúng ta hay tìm kiếm những cái mood board, chúng ta tạo những mood board, những cái mood and tone. Và đôi khi mà các bạn, ví dụ như là mình đã từng có một cái bài proposal nộp cho một khách hàng, gấp lắm rồi, nghĩ được ý tưởng đó trong đầu rồi, bây giờ vẽ làm sao mà kịp, ok, lấy Mid Journey ra. Nhưng Mid Journey đấy nó sẽ đưa cho mình một cái sản phẩm đủ để mình có thể mô tả được, visualize tạm thời cái ý tưởng của mình, để cho khách hàng họ có thể mường tượng được về sau cái design đó sẽ nhìn như thế nào. Nhưng cái ý tưởng vẫn là của mình. Có hai cái mà AI không bao giờ thay thế được mà Hiệp cũng vừa nhắc đến. Một là cảm xúc. AI không bao giờ có thể có cảm xúc được như con người. AI đâu có hỉ nộ ái ố đâu, đúng không? Không bao giờ có được yếu tố cảm xúc. Và cảm xúc là cái không bao giờ thiếu trong những tác phẩm nghệ thuật. Và cái thứ hai là ý tưởng. AI bản chất nó vẫn là một cái machine, đúng không? Những gì mà nó có chỉ là do loài người tiêm vào đầu nó mà thôi. Không bao giờ nó nghĩ được cái gì mà loài người chưa nghĩ ra đâu, thật khẳng định luôn. Đó. Và những cái ý tưởng, đặc biệt là về mạng của chúng ta, thì những cái ý tưởng đấy nó được xuất phát từ cả cái cảm xúc của mình, cái trải nghiệm của mình, cái góc nhìn của mình, cái tính cách của mình nữa. Đó. Thì đó là cái mà AI không bao giờ làm được. Hiệp vừa ví AI như là đôi cánh, một người trợ thủ đắc lực. Mình ví là đôi khi nó giống như là một cái súng máy của một người chiến binh, của một người binh sĩ. Ví dụ lúc trước chúng ta dùng Photoshop, nó chỉ mới là AK thôi. Bây giờ Photoshop, mọi người chắc cũng biết rồi đúng không? Photoshop, Adobe đã đưa AI vào trong Photoshop, vào Illustrator, vào cả InDesign. Đó. Thì giống như bây giờ chúng ta được trang bị Snipper. Đó. Thì nó là một cái vũ khí mạnh mẽ hơn cho chúng ta có thể thể hiện cái ý tưởng sáng tạo của mình mà thôi. Đó. Nên sử dụng nó một cách thông minh. Bởi vì mình biết thật ra để tạo ra được một cái illustration ở trên Midjourney mà nó gọi là khá gần với những gì mà mình hình dung ấy, chắc các bạn phải test phần keyword chắc phải đến tầm 20-30 lần là nhanh. Thế là nhanh rồi, nó quá mất thời gian để tạo những cái đó. Thì cái đó nó chỉ nên là một cái chất liệu, một cái inspiration, một người trợ thủ cho cái quá trình tư duy tạo ra cái ý tưởng thiết kế của mọi người thôi. Cảm ơn chia sẻ của ba anh rất là nhiều. Thực sự là bản thân em cũng chưa phải học sinh của tốt sao, nhưng mà với chia sẻ của ba anh hôm nay thì em cũng thấy là mình học hỏi được rất nhiều. Ra cái câu hỏi là ý tưởng từ đâu ra thì gần như là nó diễn ra với lại cả các bạn mới đang đi học cho đến mình. Nhiều khi bảo chết thôi, khó quá, nó chả nghĩ được cái gì. Nhiều khi là cao hỏi là anh ơi, ngày mai đến hạn nộp proposal rồi, chứ anh chưa nghĩ được cái gì cả. Phải ra gốc cây táo. Đó. Thế là thành ra là mình mới hay trêu các bạn ấy, có một câu là sơn cùng thủy tận xuất cao thủ. Tức là cứ bị dồn đến đường cùng kiểu gì nghĩ được cái gì đấy. Nhưng mà đùa nói vui đấy thôi. Thì thật ra cái như đấy mình có nói, một trong những cái cách mà gọi là khoa học nhất đi, để chúng ta có thể tư duy ra một ý tưởng, có thể là có những lúc chúng ta nó giống như kiểu là flash of genius, đột nhiên chúng ta lóe một ý tưởng excellent luôn, một ý tưởng tuyệt vời luôn, nhưng mà không phải lúc nào cũng may mắn như thế. Thường chúng ta sẽ phải có một cái quá trình tư duy mà nó mang tính logic. Các bạn có hay brainstorming trước khi làm design hay là làm bất kỳ một cái gì, ra một cái video script, hay là ví dụ như là Hiệp chuẩn bị vẽ một bức tranh, Hiệp có brainstorming, chúng ta nên brainstorming. Brainstorming là chúng ta làm gì. Ví dụ mình sẽ chia sẻ một nghiệm thực tế là với cái đội creative và designer của anh. Thì ví dụ trước mỗi dự án anh hay lôi vào nhiều khi có những mà dự án mà gọi là lúc mà mọi người không bị overload thì lôi cả team vào ngồi quây quần trên một cái bảng kính.
và sau đó thì mình sẽ viết ra cái phần brief, đúng không? Thường chúng ta sẽ nhận được một cái brief từ phía khách hàng. Ví dụ như là cái đầu bài của Weird cũng là một cái brief, đúng không? Chúng ta sẽ viết cái đầu bài đó ra. Đó. Và từ đầu bài đó, chúng ta sẽ có những cái keywords. Nhưng chúng ta sẽ có những cái keywords, đúng không? Chúng ta có sự thân, ví dụ như chúng ta có sự thân thiện, chúng ta có sự an toàn, chúng ta có tính năng động, chúng ta cần phải có tính năng lượng ở trong bất kỳ một cái sản phẩm nào đấy, đúng không? Chúng ta có những cái keywords như thế. Và sau đó thường cái cách mà tụi anh tư duy ấy, đó là hình ảnh nào sẽ thể hiện cho cái keywords đó. Ví dụ năng lượng, mọi người nghĩ đến cái gì? Mặt trời, đúng không? Mặt trời, viên pin, hình ảnh nắm đấm, whatever, bất kỳ một cái gì mà mọi người nghĩ tới mà nó thể hiện được những cái keywords đó. Và từ đó chúng ta sẽ ra những cái ý tưởng. Mọi người sẽ không phải quan tâm đến cái việc là liệu cái mà mình nghĩ thể hiện cho cái keywords đó nó có thể vẽ ra hay không, nó có khả thi để triển khai nó trong video, nó có khả thi để triển khai nó trong một cái logo, trong một cái poster hay không. Đừng quan tâm đến cái đấy vội. Vì sao gọi là brainstorming? Nó storm, nó trận bão. Chúng ta nói bất kỳ một cái gì mà cho liên tưởng đến. Ví dụ như ngày xưa anh có làm một cái logo và cũng có một cái keywords, đó là thanh xuân. Và có bạn, bạn bảo là cái hình ảnh mà em liên tưởng tới về cái một cái thanh xuân yên bình ấy, đó là một cái, một cô gái ngồi bên khung cửa sổ đang mở ở bên ngoài lá bay. Chúng ta chả bao giờ bê nguyên được một cái bức tranh như thế vào trong logo, đúng không? Logo là một thứ rất là tối giản. Nhưng mà từ cái ý nghĩ đó của cái bạn gái đó, và anh có thể tư duy ra được tiếp, chúng ta sẽ đơn giản hóa nó như thế nào. Tức là từ một cái khung cảnh đó, chúng ta sẽ ra được một cái hình ảnh khác và nó sẽ dẫn dắt. Và khi đó thì cái ý tưởng mà chúng ta tư duy ra nó nằm trong một cái logic. Và chắc chắn khi mà mọi người mang cái sản phẩm đó đi trình bày, cái thiết kế đó đi trình bày, cái bức tranh nó đi trình bày, hay là một cái bức ảnh, hay là một cái video, một cái video script, mọi người sẽ hỏi là, ví dụ khách hàng sẽ hỏi là ok, thế thì cái này nó thể hiện cái gì, nó thể hiện cái gì so với lại cái yêu cầu của chúng tôi. Mọi người đã có cái mạch tư duy rồi mà, đúng không? Chúng ta sẽ chia sẻ lại cái script này cần thể hiện cái gì, cái design này cần thể hiện cái gì, và đây là lý do vì sao mà chúng tôi đưa ra hình ảnh như thế này, nó được tư duy cái mạch như nào đó. Chúng ta nên tư duy như thế, xuất phát từ brief, ra những cái keywords, những cái hình ảnh, và hình ảnh nó bất cứ một cái gì nhá, nó càng crazy càng tốt. Chúng ta không phải care đến cái việc là nó có vẽ được hay không, nó có quay được hay không, này làm sao mà quay được ở Việt Nam, này làm sao có kỹ xảo. Đừng quan tâm đến cái đấy vội. Chúng ta cứ tư duy mở hết mức có thể, và sau đó chúng ta sẽ làm sao để có thể triển khai được nó. Thì đấy là cái cách mà anh hay tư duy, và cách mà anh hay túm mọi người vào. Mọi người phải brainstorm, đừng có ngồi ì ra trước cái màn hình và kiểu cứ ngồi đần ra nghĩ. Chúng ta phải tư duy, chúng ta phải nói ra. Đó, thì nghĩ rằng đó là một trong những cái cách mà kiểu gì thì kiểu cũng sẽ nghĩ ra là ý tưởng. Có thể là nó sẽ là ý tưởng xuất sắc, nhưng đôi khi nó ý tưởng đủ tốt để chúng ta có thể đi present. Anh hỏi, có một cái điểm nữa mà chúng ta tưởng nó không quan trọng nhưng nó là rất quan trọng nhé. Đấy là cái cách mọi người đọc bài nó như thế nào. Thường mọi người sẽ export, upload, đúng không? Gửi cái file JPEG chất lượng cao 300 DPI, đúng không? Quả này anh Đức phải đưa thêm vào trong cái tiêu chí chấm điểm. Đó là cái cách mà chúng ta trình bày cái sản phẩm của mình. Cách mà chúng ta trình bày một video, chúng ta trình bày một cái design, chúng ta trình bày một cái bức tranh. Đó. Cái cách mọi người trình bày nó như thế nào? Chúng ta sẽ không đơn thuần chỉ là gửi mỗi một cái file, mà chúng ta nên có cái sự đầu tư vào việc là chúng ta sẽ sắp đặt nó ra sao. Alo, cho mượn của Đức cả. Alo, rồi đỡ hơn rồi. Tức là trong cái phần trình bày của mình ấy, chúng ta nên chia sẻ luôn cái cách mà chúng ta nhìn nhận vấn đề, cái cách mà chúng ta tư duy và cách chúng ta đưa ra ý tưởng. Đó. Thì cái đấy nó sẽ có tính thuyết phục hơn rất là nhiều, nó chỉ chu hơn rất là nhiều và thấy rõ rằng mọi người có cái sự đầu tư, mọi người có cái sự tâm huyết. Và thường anh thì rất là khó tính với cái việc đấy. Ví dụ như là khi mà nhân viên của anh mà trình bày cho anh một cái design mà chỉ mở mỗi Illustrator ra
trông như một cái tờ giấy nháp, sau đó là run run vào từng tí từng tí, cực kỳ khó chịu luôn, không ai trình bày như thế cả. Đó. Chúng ta cần phải có cái sự tôn trọng với lại cái tác phẩm của mình. Đó. Sao biết nào cũng hỏng à, đâu có đỡ. Đó thì đấy là một cái tip thêm cho các bạn, nó sẽ là một cái điểm cộng vào cái thiện cảm của giám khảo cho cái sản phẩm của mọi người. Không, anh Ngọc anh chia sẻ đúng đấy, thật là những ban giám khảo ở đây và rất là đánh giá cao những cái bạn mà đóng gói một cách chuyên nghiệp và rất là chỉnh chu trong cái sản phẩm của bạn. Rồi như vậy các bạn tôn trọng chính bản thân bạn và tôn trọng những cái người xem sản phẩm đấy. Có nhiều file các bạn xuất cái file JPEG sản phẩm rất vớ vẩn thôi mà xuất tận 70-80 MB, hơn 100 MB mở mãi mới được. Các bạn xuất cái file PDF mà đến gần 700 MB mở mãi cũng được. Đấy thì các bạn phải hình dung là đấy, tức là mà file đấy chả có gì cả nhưng các bạn xuất file nó bị lỗi ấy, hoặc là các bạn không để ý, nó rất là nặng và rất là đem lại những cảm giác rất khó chịu cho người xem. Thì bản thân là khi mình xuất file đấy thì mình đóng gói sản phẩm của mình thì bản thân mình xem là với cái người mở ra người ta sẽ cảm giác như thế nào đối với cả cái sản phẩm của mình. Thì cái đấy nó là cái một điểm cộng, giống như anh Ngọc chia sẻ về cái quá trình làm việc của anh nhé. Sau chia sẻ của anh Ngọc với cả hai câu hỏi trước đó là các bạn cũng có thêm một cái tip nữa cho mình. Mọi ý tưởng và phương thức thể hiện nó thì mọi vũ khí đều được chấp nhận, quan trọng là cách các bạn sử dụng cái công cụ vũ khí đấy nó như thế nào. Thậm chí là kiểu những vũ khí mà chưa từng bao giờ xuất hiện thì càng hay, miễn là nó không phạm vi là được, đúng không? Ok. Đây là trong trò chuyện của em nha. Cái câu hỏi của bạn rất là hay. Cái đầu bài mà Arena đưa ra cho mọi người, ví dụ như là design đúng không? Nhưng mà chúng ta đâu quy định nó là poster hay là brochure hay là whatever, đúng không? Đó. Tức là lúc đó các bạn hoàn toàn có thể tung bay. Đó. Và có một cái điểm nữa, đó là mọi người trong design của mình ấy, mọi người nên tính đến cái tính tương tác với lại cái người tiếp cận cái design của mọi người, đúng không? Cái tính tương tác nó như thế nào? Ví dụ như là nếu như mọi người thể hiện cái design đó ở trên một cái billboard, thì nó sẽ khác với lại trên một cái báo in hay là trên một cái web banner đó. Thì khi mọi người thể hiện cái design của mình ở trên cái loại hình nào thì chúng ta sẽ tính đến cái khả năng tương tác. Ví dụ mọi người thể hiện một cái design ở trên một cái billboard chẳng hạn, to đùng ở sân bay hoặc là trên đường ra Nội Bài, đúng không? Mà chúng ta có những cái tiểu tiết mà nó bé xíu, thế là về phần UX của chúng ta là bị fail, cái user experience chúng ta bị fail, đúng không? Thì mình sẽ tính đến cái đó. Ví dụ như là khi mà mình nhận được bài thi của bạn, mình sẽ hỏi cậu đấy, cái này là bạn, cái sản phẩm này là cái gì? Nó không đơn thuần chỉ là một key visual mà nó phải được adapt, nó phải được apply ở trên một cái item cụ thể đó. Nếu như mà bạn có thể apply nó trên nhiều item thoải mái nhé, không phải là một cái design đó chỉ được sử dụng ở trên một ấn phẩm, thậm chí các bạn làm thành hẳn một cái gọi là proposal luôn cũng được, càng tốt nhé. Thì cảm ơn câu hỏi của em, rất hay. Anh cũng nghĩ là khi mà ví dụ như em đang có ý tưởng về phương thức như một kiểu cuốn truyện tranh chẳng hạn, thì em cũng cần phải nghĩ thêm là khi mà xong nó ra thì sẽ trình bày theo hình thức như thế nào, đúng rồi, để khán giả, để người xem có thể tương tác và có thể nhìn thấy nó một cách kiểu thông minh và sáng tạo nhất có thể. Nó có thể không nằm ở trên một trang như chúng ta thường thấy, hoặc có thể những cái mẫu hội thoại hoặc hình ảnh đấy nó có thể bay riêng rẽ ra ở trên tường hoặc gì đó chẳng hạn, thì nó sẽ là một cái cách xử lý đồ thông minh hơn nữa ở trong cái việc kiểu sử dụng ngôn ngữ thể hiện. Để bổ sung thêm, anh đã chia sẻ một cái là vừa rồi anh có làm với lại một số những cái dự án với lại các tổ chức phi chính phủ có USAID về phòng chống sử dụng ngà voi và sừng tê tê, à nhầm, về sừng tê và cả ăn tê tê nữa, thịt tê tê, đúng rồi đó, và có cả với lại WWF đó. Thì với cái dự án mà của USAID về phòng chống sử dụng buôn bán ngà voi ấy, thì ban đầu thường các tổ chức phi chính phủ họ rất là sợ mình đưa ra những cái hình ảnh về design mà nó mang tính tiêu cực, nó mang tính gọi là hơi đẫm máu một xíu. Ví dụ như ban đầu là anh có một cái idea, đó là một thế giới song song khi mà con người trở thành nạn nhân của voi,
con người trở thành nạn nhân của TT, trở thành nạn nhân của tê giác. Và trông nó khá là creepy, trông giống như là mọi người xem phim Saw đó, trông nó hơi hơi kinh như thế. Chết là phải xem phim Saw đi, phim nó rất là thông minh, mọi người phải xem đi, nó rất hay. Thì ban đầu họ rất là, họ phản ứng ngay, bảo quá là tiêu cực, quá là kinh khủng. Cái này mà show ra khéo nó mang lại những cái gọi là những cái nhận thức nó bị sai. Họ rất là e sợ cái đấy, trong khi thực ra những cái hình ảnh đó nó lại có cái tính tác động đến cái cảm xúc, đến cái nhận thức của mình rất rất cao đó. Tất nhiên dù là tiêu cực tích cực nó đều có cái hay của nó, mà nó hay như nào thì là do em đó, hướng nào cũng được. Em có thể thể hiện cái design của em là trái đất trong vòng 100 năm tới nó tan tành như này, nó hủy diệt này, giống như Last of Us đúng không, trái đất bị hủy diệt bởi cái loài nấm đấy, nó khủng khiếp như thế để dọa mọi người, thấy chưa, cứ xả rác ra đi rồi sẽ thế này đấy. Nhưng mà cũng có thể một hình ảnh tươi sáng khi mà chúng ta không xả rác nữa, chúng ta bảo vệ môi trường như thế, hướng nào cũng có thể thành công đó, quan trọng là cách em làm thôi. Và nếu như em làm được thành cả một bộ brand identity thì khéo còn bán được cơ chứ. Mục đích mình phải đúng, chứ còn cách thể hiện em có thể tiêu cực thoải mái, cổ suý cho việc xả rác thì đó. Là sai nhé. Đấy là lý do vì sao anh bảo mà đây là một cái cơ hội mà mọi người có thể bay thoải mái được, không bị, ví dụ như là nếu làm với NGO chắc chắn là sẽ bảo em phải làm tích cực lên. Như vừa rồi mình thì thường hay sợ, đúng rồi, ví dụ như vừa rồi anh có nhận một cái brief của UNICEF làm về mental health, làm về sức khỏe tinh thần và tâm lý. Câu đầu tiên mà họ nói trong cái brief phải là positive illustration hoặc là photos hoặc là image, bao giờ có những positive to đùng. Họ rất sợ những cái gì mà nó mang tính gọi là khi nếu khi mình dùng tiêu cực để mình thể hiện rằng họ cần phải tích cực thì họ rất là sợ cái đó. Thường mọi người nhìn nhận một diện hiệu, mọi người thấy đa phần là cái logo và những cái media items đi kèm với nó. Nhưng mà thật ra đối với bộ nhận diện ấy, cái quan trọng thứ nhì sau logo nó gọi là master brand format. Cái master brand format đấy nó bao gồm những cái gì? Logo là tất nhiên. Cái kiểu chữ thương hiệu, màu sắc thương hiệu, một cái graphic element nào đấy bổ trợ cho thương hiệu, và cái phong cách hình ảnh chúng ta sử dụng cho thương hiệu đó. Ví dụ có thương hiệu họ sử dụng hình ảnh tươi sáng, có những thương hiệu sử dụng hình ảnh nó trầm ấm và luxury. Và cuối cùng là chúng ta tổ hợp tất cả những cái đó lại với nhau. Ví dụ như là khi mà mọi người nhìn thấy một cái poster của ví dụ như là của HSBC chẳng hạn. HSBC ngày xưa họ có một cái brand format là một cái đường chữ nhật màu đỏ luôn luôn bo quanh những cái bất kỳ một cái ấn phẩm nào của họ. Bây giờ thì họ đổi sang một cái format nó mới, nó hiện đại hơn rồi đó. Và khi em đã có những cái yếu tố đó rồi thì em làm động hay làm tĩnh ok hết. Mọi người cũng đừng sợ những cái sự kiểu tiêu cực, tại vì tích cực là để chúng ta cùng nhau phát triển tiếp điều đó, và tiêu cực để chúng ta biết những thứ hạn chế và chúng ta khắc phục nó. Đấy là đều rất là cần thiết. Thường thì chúng ta hay thích nhìn sự tươi sáng, tươi sáng cười nhiều quá thì quên mất những thứ kiểu đang tồn tại và chúng ta phải khắc phục nó như thế nào. Thì cái tiêu cực nó mang đến một cái vấn đề giải quyết phía sau, nó rất là cần thiết. Cái dự án mà của bên anh Ngọc với cả bên Lê Media làm ấy thì anh có xem, tức là cái hình ảnh nó rất là cũng ghê rợn mà cũng rất là sáng tạo, nhưng mà được rất nhiều giải thưởng cái dự án đấy. Nên mà đấy là trong cái giới hạn mà những cái tổ chức phi chính phủ. Còn như các bạn trẻ đây thì đôi lúc là những cái hình ảnh tiêu cực lại đem lại những cái cảm giác và đem lại những cái sự mà cảnh báo nó cao hơn là tích cực, tại vì các bạn sống trong cái thế giới mà nhiều lúc là nó cần phải roi vọt một tí thì các bạn mới trưởng thành được ấy, đúng không? Thì không đấy, còn về thể hiện về các hình thức ấy thì gần như là cuộc thi này rất là mở, các em làm động được, làm đồ họa tĩnh cũng được, thoải mái. Này thầy trả lời thôi, chứ là bình thường ra các bạn có thể chọn nhiều hạng mục và sau đó là các bạn vẫn tham gia như bình đẳng như các hạng mục khác. Tức là em ví dụ là hạng mục thiết kế có thể em không được giải, nhưng hạng mục vẽ em làm tốt thì em vẫn được giải cái đấy nhá. Em có thể tham gia tất 4 hạng mục được, không sao cả nhá. Chúng ta là truyền thông đa phương tiện mà. Ví dụ như là bây giờ với một khách hàng, thường về sau khi mọi người đi làm thì chúng ta sẽ có một cái creative concept. Và cái creative concept đó mình không chỉ nói mồm với khách mà chúng ta sẽ phải thể hiện nó trên những cái key asset khác nhau.
chúng ta thể hiện nó trên key visual, chúng ta thể hiện nó trên video, chúng ta thể hiện nó trong một cái bộ ảnh, chúng ta thể hiện nó trong nhiều item. Thì ví dụ như là em có thể tham gia là tất cả các cái hạng mục luôn, cùng một ý tưởng, nhưng mà em thể hiện nó cả trong video, cả một cái illustration, một cái bức tranh, hay là trong một bộ nhận diện thương hiệu, một cái KV. Nhưng chỉ một ý tưởng thôi em đủ, miễn là em triển khai nó, thế thì em có thể hùng bá thiên hạ, giành mọi giải thưởng. Để mà anh phải đối mặt khi mà những năm mới đi làm như lúc nãy anh có chia sẻ, khi mà anh có những cái sở thích rất là cá nhân, rất là cá nhân và rất là mang tính cảm tính về màu sắc, về kiểu chữ, về cách bố cục, về cách dùng hình ảnh đó. Nhưng em yên tâm một cái là về sau ấy, khi mà đi làm ấy, thì có một thứ mà sẽ khiến cho em phải customize bản thân, đó là tiền. Đó là tiền. Và một cái nữa, đó là thật ra là có một, nó là cái tính trải nghiệm. Cái tính trải nghiệm. Ví dụ như là khi ngày xưa, khi mà anh thiết kế cái bộ nhận diện cho Eco Park, khi anh vẽ cái logo cho Eco Park, thì lúc đó những năm mà mới chập chững vào nghề của anh, và nó là một cái brand mà nó đối lập hẳn với lại những cái sở thích của anh về design. Nó cần phải là một cái bộ nhận diện thương hiệu mà nó có cái tính thân thiện với môi trường, nó thể hiện được một cái không gian sống rất là xanh, nó rất là hiền lành, một cái brand nó rất là hiền lành, hiền lành, thân thiện, tích cực đó. Đó thì lúc đấy anh không thể mang cái chất rock vào trong cái design đó được, chúng ta phải có cái sự customize. Nhưng không phải là mình không giữ được cái style của mình nhá. Cái cách mà em xử lý một cái thiết kế mà theo sở thích của em, và cái cách mà em xử lý một cái thiết kế theo yêu cầu của khách hàng, nó như nhau. Bởi vì đều là em, anh khẳng định nó đều là em. Chẳng qua là cái màu sắc nó khác nhau, cái kiểu chữ nó khác nhau, cái tính cách của cái sản phẩm này nó khác nhau. Nhưng mà đều là đứa con tinh thần của em. Nên... anh thì anh nghĩ là cái tôi là một thứ rất quan trọng. Thì ví dụ như ở trong thiết kế chẳng hạn, thì dân thiết kế hay nói vui là mỗi lần kiểu gặp khách là gì ạ? Đi khách đúng không? Đúng rồi, đi khách. Đấy, đi khách làm sao mà kiểu ok, deal làm sao được giá tiền tốt, làm sao deal được mà bán được hàng. Mình không bị mất mình. Mình. Tức là gì ạ? Khách hàng đến với mình thì rõ ràng là người ta đang cần mình. Vì sao? Nhu cầu của người ta kiểu đang muốn một thứ gì đó nó khác biệt, nó mới mẻ hoặc là nó nghệ thuật. Thì phải biết rõ ràng là mình mang đến một cái hình ảnh, mang đến một cái tư duy ngôn ngữ nghệ thuật cho người ta. Và bây giờ cái mức tiền như anh Ngọc nói ấy, nhiều tiền hay ít tiền? Ít tiền thì chúng ta dễ đàm phán hơn đúng không ạ? Ok, em theo chị, ít tiền là cho nhanh. Nhưng mà nhiều tiền thì câu chuyện đấy lại khác. Khi mà người ta đã bỏ nhiều tiền thì cái chất xám ở trong tác phẩm đấy không hề đơn giản, đúng không ạ? Chứ còn ít tiền thì đơn giản lắm. Càng ít tiền các bạn càng dễ giải quyết. Nhưng mà càng nhiều tiền thì cái cá nhân của các bạn sẽ càng phải mạnh hơn nữa ở trong cái tác phẩm đấy. Tại vì không phải tự dưng mà người ta chịu mời mình và chịu mất nhiều tiền như thế cho cái tác phẩm này để có giá trị của nó cả. Chứ nếu không người ta quay ra ngoài và vứt 500 nghìn để có một cái logo rồi, đúng không? Như ngày xưa ở Nguyễn Thái Học đó, 500 nghìn cái logo. Không lo về điều đấy. Trong kiểu, ví dụ như là nghề của anh chẳng hạn thì anh là vẽ thì rõ ràng là kiểu khách hàng hơi khó kiểu điều phối với anh. Tại vì những người đến với anh thì là những người phải thích phong cách của anh rồi. Đấy, nó khác nhau điều đấy. Chúng ta cùng đến một cái đích là cái đẹp. Nhưng mà cái của anh là chiều mình. Còn với em là chiều khách nhưng không mất mình. Đúng rồi. Đấy. Vấn đề là như thế, các bạn phải đưa ra được giải pháp. Giải pháp ở trong đấy có gì ạ? Có nghệ thuật, có tôi, có khách hàng, đấy, có tiền. Giải quyết được những điều đấy đúng không? Thì để giải quyết được điều đấy thì các bạn cần phải có rất nhiều những thứ kỹ năng đi kèm theo. Thời gian, trải nghiệm, quan sát. Những thứ đấy phải rất cần thiết đối với các bạn. Thì càng có nhiều trải nghiệm thì các bạn sẽ càng có những cách deal và cách xử lý vấn đề nhanh hơn. Hiểu thân thủ nó kiểu phi phàm hơn, giải quyết được mọi thứ tốt hơn thế thôi. Thì nó cũng giống như kiểu về các bạn tập thể dục hàng ngày ấy. Các bạn tập thể dục hàng ngày thì các bạn khỏe, các bạn có năng lượng, các bạn có kiểu nền tảng. Thì sau này các bạn làm việc nhiều thì các bạn cũng sẽ có sức khỏe nhiều hơn. Sức khỏe ở đây chính là sức khỏe về tư duy, sức khỏe về... Và các bạn sẽ đáp ứng được mọi cái nhu cầu khác.
Các bạn không thể chơi thể thao khi mà không có nền tảng thể lực. Cũng như các bạn không thể đi khách khi mà chúng ta không có kỹ năng. Đúng không? Đấy là một vấn đề rất là... Đúng với nhiều ngành. Đúng nhiều ngành. Cái tham gia cuộc thi, các cuộc thi bình thường ấy có ảnh hưởng gì đến cái cơ hội làm việc của các bạn không ấy? Với cơ bản nó chả liên quan thì cái thi là vui thôi, là tự nguyện. Thì các bạn tham gia không tham gia thì nó chả ảnh hưởng gì đến cái cơ hội làm việc các bạn. Nhưng mà tham gia thì để biết mình thì năng động hơn và bản thân là mình cũng cọ sát và mình cũng quan tâm đến những cái bạn khác trong cái cuộc thi và trong cái chuyên ngành này nó dễ rộng hơn. Thì cuộc thi này nó được cái hay là tức là trải dài cho toàn cả nước. Thì các bạn có thể xem những cái ý tưởng của các bạn trẻ từ Hồ Chí Minh, từ Đà Nẵng, từ Cần Thơ, từ Hà Nội. Thì tham gia cuộc thi thì mình mở lòng hơn, mình quan sát được nhiều hơn, mình học được nhiều hơn. Còn có những bạn không tham gia, bạn vẫn thành công là chuyện bình thường. Có những bạn tham gia cuộc thi thì bạn vẫn thành công, có thất bại thì cái chuyện này nó không liên quan đến nhau. Nhưng thật ra thì tham gia cuộc thi thì giúp cho các bạn nhiều, được nhiều thứ hơn là các bạn không tham gia cuộc thi. Cuộc thi nặng thế thôi, đúng không ạ? Đấy. Thì đấy là về cốt lõi về cuộc thi. Hồi cái thế hệ của tụi anh ấy, thì bản thân cái ngành này nó rất là mới ở Việt Nam luôn. Nó rất là mới. Hồi đấy mọi người còn bị nhầm lẫn giữa designer với artist với lại painter. Thậm chí mọi người nghĩ là một bác kẻ biển quảng cáo, bác ấy cũng sẽ vẽ được những cái poster cho bộ phim. Bác ấy vẽ được logo, bác ấy vẽ được mọi thứ. Tức là chỉ cần bác biết vẽ thôi là bác vẽ được mọi thứ. Thành ra cũng nó rất là mới với Việt Nam. Mới Việt Nam và bản thân Arena Multimedia là một trong những cái nơi đầu tiên mà gọi là định hình rõ về cái nghề này ở Việt Nam nói chung luôn. Bảo là chia sẻ kinh nghiệm cuộc thi thì thực ra là anh không có, bởi vì hồi chả cuộc thi nào cả. Thi thố thì thầy Hiệp là tham gia nhiều nhất, mà thầy cũng tham gia nhiều triển lãm nhất. Chỉ triển lãm tập trung với nhau thì thầy Hiệp chia sẻ về kinh nghiệm tham gia. Thì là tại sao thầy tham gia rất nhiều cuộc triển lãm đấy, và bản thân là có thời gian thầy còn là trưởng và là chủ nhiệm câu lạc bộ họa sĩ trẻ ở Hà Nội đúng không? Thì cái đấy nó là vô thưởng vô phạt. Nếu mà giả dụ thầy không tham gia thì càng tiết kiệm thời gian hơn, nhưng mà tại sao thầy lại tham gia cái đấy thì nó cũng liên quan đến cái việc như là câu hỏi của em. Khi mà mình ở một mình ấy thì lúc nào mình cũng là bông hoa đẹp nhất. Khi mà mang ra ngoài ấy, thì chúng ta mới biết kiểu mình kiểu nó như thế nào so với bọn lũ khác. Thì anh thi thoảng cũng hay nói vui kiểu mấy đứa kiểu hay ngồi với người yêu kiểu ôm ấp vút ve thứ kiểu em xinh thế mà mày quảng ra ngoài giữa quảng trường thì xem có còn nói thế không. Tức là gì ạ, khi mà ngồi trước một thứ gì đấy đồng nhất thì mọi thứ đều vô địch cả. Chúng ta ra ngoài chúng ta sẽ biết mình là ai. Giống như kiểu rất nhiều những ca sĩ kiểu sau khi kiểu nổi tiếng rồi tham gia các cuộc thi khác thì kiểu thất bại liền xiển, lúc đấy mình biết là kiểu mỗi thứ nó đều có những đặc trưng riêng và mình ra ngoài thì mình vẫn chỉ là hạt cát thôi. Nhưng mà anh nghĩ cái quan trọng nhất mỗi cuộc thi là nó cho mình sự trải nghiệm. Thứ hai nữa là cái sự lớn lên ở trong tư duy và cái quá trình làm việc. Chúng ta không quá bị thụ động nữa, không quá kiểu bị đóng mình ở trong đấy nữa, mà khi chúng ta đứng ở trong một cái môi trường nhiều thứ hơn nữa để chúng ta có cái góc nhìn rộng hơn để so sánh cái mình đang ở đâu và đang ở chỗ nào thì sẽ tốt hơn. Để nhất là thời trẻ thì anh kiểu đi khá nhiều. Kiểu như anh có thói quen là từ thời sinh viên là cứ... Và anh thì sinh viên thì học cả ngày, học cả sáng cả chiều, thì xong rồi chiều đến thì anh hay lang thang ở mấy cái hàng khách rồi là triển lãm. Ví dụ như là Infostone rồi là kiểu Sunya Saba. Tại vì là sách kỹ thuật kiểu đắt lắm. Toàn mấy trăm nghìn, mấy hơn triệu cuốn. Toàn ra đọc trộm thôi. Kiểu những cái hàng sách đấy còn là sách nước ngoài thì người ta cũng bảo ok, bọn sinh viên này tôi cho chúng nó đọc, nó vui. Để cứ ra đấy là ngồi góc kiểu cầm sách mở ra, khách nào mà nó chưa bóc ni lông thì thôi. Còn đi xem triển lãm xong rồi dần mình cũng tham gia dần những cái triển lãm trong nước và ngoài nước nữa. Thì mình biết được hơn nữa ở môi trường ở bên ngoài nó như thế nào. Thì cũng sau đấy thì bắt đầu cũng tham gia những cuộc thi. Thì kiểu anh cũng tham gia mấy lần thôi, kiểu liên tiếp của mấy năm thì kiểu năm nào cũng có giải kiểu cao. Thế là xong rồi anh cũng thôi không thi nữa, tại vì là anh nghĩ là kiểu rốt cuộc cái cuối cùng thì cái mục đích của mình ở trong cái việc kiểu thi thố đấy kiểu nó dần dần bị kiểu nhạt đi. Tại vì lúc đấy đối với mình thì những cuộc thi kia ở trong đời sống thì nó còn mạnh mẽ hơn nữa, tại vì cái cuộc thi với chính mình thì lại là thứ lớn nhất.
hàng ngày chúng ta phải thi với chính mình để vượt qua kiểu việc ngủ muộn, vượt qua việc lười biếng, vượt qua cái việc kiểu trì trệ tư duy. Đấy là những cái cuộc thi mà chúng ta phải vượt qua hàng ngày. Còn những cuộc thi này rõ ràng là các bạn cần phải bước vào và cần phải trải nghiệm qua nó thì mới đến chiến đấu trực tiếp tiếp theo với những cuộc thi với chính mình. Thì cái nghề này của các bạn ấy, nó không có nghỉ hưu, cũng không có kiểu kết quả, cũng không có đáp án gì cụ thể cả. Mà chúng ta phải kiểu upgrade hàng ngày, cải thiện và nâng cấp hàng ngày cái tư duy và trải nghiệm của mình. Nên kiểu anh nghĩ là cuộc thi lớn nhất chính là bản thân mình ấy.